49UK75 PTA bị treo YouTube. Máy treo đơ không bấm được một cái gì luôn. Các chữ bị biến dạng hết. Bấm back không thoát được. Home trở về màn hình chính. Cũng treo luôn. Vào các chương trình cả xem TV cũng không xem được. Clip TV thì vẫn chạy. Giờ thì để xem được không? YouTube tự băng tự thoát ra, sau một lúc sau là để thoát xong mới vào được.